trên sân thứ 4 bán kết đôi nam nữ 19-26 Hoàng Vân tại điểm dưới trận bán kết đôi nam nâng cao giải quốc năm học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Phía gần màn hình là vận động viên Vũ Thiết của đơn vị Đại học Thành Đô và đối thủ của Vũ Thiết là vận động viên Long đến từ đơn vị Đại học Giao thông Vận tải. Hai chị ơi. Trên sân số 3 ở nội dung đôi nam nữ 19-26 bán thứ hai, Phượng Hiệp Đại học Kinh tế Quốc dân gặp Học viện Hành chính trên sân số 3. Sân số 2, ban trọng tài chính điều khiển đề nghị kiểm tra thẻ sinh viên của bốn. Xin mời hai vận động viên Quyền Học của Học viện Hành chính Quốc gia về bàn ban tổ chức. Thank you.
Thank you.
số 23-10 cho Vũ Thiết. Có vẻ trận đấu này khá là nhẹ nhàng. Vũ Thiết vẫn trên cơ đối thủ khá nhiều. Trưởng đoàn lực lượng phòng vệ hành chính và ban tổ chức.